không có mang tiền mặt, nhưng mà Phượng biết là cô đang có một cái chương trình từ thiện, thì ngay chút nữa đây thôi thì Phượng sẽ chuyển khoản 3 triệu để đồng hành cùng với cô để lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Cảm ơn chị và Phượng Hoàng Lệ, tôi sẽ dùng số tiền đó đúng giá trị. À, đúng đúng nhận, cảm ơn ha. Hai bạn phải hạ cái tay cảm ơn chị. Làm những cái này thì thật sự nói với tất cả mọi người là có tiền có trả ra hết, trong tất cả đều có trả ra hết, để chúng ta thứ nhất là chúng ta gọi là lấy một cái gọi là một cái đức, một cái phước ở cả nhà, vừa cho tiền mà vừa lại cho tất cả các bạn học viên nữa, nên đều có hết cả nhà. Sau cái khóa này chúng ta sẽ có một cái gọi là đi thiện nguyện, thường là tôi sẽ nhắn công khai đi tiên, nên nếu mà bạn nào bạn ở Sài Gòn thì chúng ta cùng nhớ cùng đồng hành nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.